20.000 một chiếc, 25.000 một chiếc và 35.000 một chiếc. 25.000 một chiếc, 35.000 một chiếc là một. Đúng rồi, sửa. Đi ba này. Có khách nào nữa không? Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến, chào mừng các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trai Miền Núi TV của Tuấn nhé. Tiếp tục những hành trình đưa quý khán giả cùng Tuấn đi khám phá và trải nghiệm các chợ phiên ở trên vùng cao. Và ngày hôm nay thì Tuấn đang có mặt ở tại chợ phiên mang tên là chợ Lùng Phình, Bắc Hà, Lào Cai các bạn ạ. Chợ phiên này thì được diễn ra vào sáng thứ 6 hàng tuần các bạn nhé. Bây giờ nhiệm vụ của Tuấn là sẽ đưa toàn thể quý khán giả cùng Tuấn đi chơi cái chợ phiên Lùng Phình của buổi sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn đồng hành cùng Tuấn nhé. Đây các bạn ạ, trước mặt chúng ta đây là cái ngã ba này các bạn nhá. Cái đường này lên trên huyện Simacai các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực chợ. Người ta bán gia súc, bán lợn và bán chó, quay chia sẻ các bạn xem là những con lợn giống đẹp, những con lợn có con lợn nào lợn bản ngon nào không, quay chia sẻ các bạn. Về chợ lợn ở ngay dưới khu vực thấp như này này các bạn. Đây là có người làm dân người ta đã đến chợ sớm để mua những con lợn giống đẹp về để nuôi các bạn này. Đấy. Các bạn đây đã mua được 2 con này các bạn này. Đến bắt 2 con, mua 2 con về nuôi 4 con. Ở khu vực này thì người ta bán những con chó con các bạn ạ. Những con chó con này thì nó không được to, không được đẹp cho lắm các bạn nhé. Con này bây giờ người ta bán tầm khoảng 3 lít, trên 3 lít gì đó. Bên này có mấy con đẹp này. Con này đẹp đấy, đây có con chó trắng đẹp này. Một con đen đen xì luôn các bạn ạ. Sau này thì ta nhốt ở trong lồng 3 chú chó trắng. Ở chợ trên này thì người ta không bán nhiều chó con đâu các bạn ạ. Bán nhiều chó con chỉ có chợ Bắc Hà thì có nhiều chó con bán các bạn ạ. Đây khu vực trước mặt chúng ta là khung cảnh chợ lợn buổi sáng thứ 6 hàng tuần đấy các bạn. Toàn là lợn đen hết các bạn ạ. Con chó này đẹp nhỉ, đẹp thế con này. Con này giờ bán mấy trăm đấy chú? Con này 700. À, con này 700. Con đen kia cũng vậy à chú ơi? Đẹp nhỉ. Cùng một đàn đấy nhỉ. Con 700 các bạn. Đuôi nó cọc ngắn, nó không chưa cọc hẳn. Gọi là cọc đuôi nhưng mà nó chưa thi thẳng.
Ở bên này toàn là lợn đen này các bạn này. Nhốt trong những chiếc bao kia là lợn đen này. Lúc ban đầu là người ta đem lên trên chợ này bán là người ta để trong cái lồng các bạn ạ. Xong khi đến chợ phiên thì người ta mới san ra thành bao, mỗi bao một con. Khi mà có khách mua thì đấy, bao san ra người ta đục cái mõm này, đục mõm thủng ra này. Xong mua người ta cho đem về ăn tiện. Khách tiên mua lợn. Con này làm giống đẹp này. Con lấy tiền đâu? Con lấy tiền đâu? Xem một cái này. Bên này lợn giống đẹp các bạn ạ. Con to này 1,8 triệu, con ấy rơi khoảng 20 cân các bạn ạ. Triệu tư. Con này tầm khoảng 15 cân các bạn ạ. Người ta cứ để trong bao, có khách người ta mua người ta cứ bắt trong bao ra cho xem. Đây những con này đẹp, đoạn này giống lưng dài các bạn. Con này phải gần 30 cân các bạn, đẹp thật lợn. Trên này nhiều con lợn giống đẹp lắm. Mình đi tìm xem có con lợn thịt nào không. Như là phiên này không có lợn thịt nào các bạn, toàn là lợn giống thôi, lợn giống lợn cắp nách các bạn ạ. Con là to nhất trong cái phiên này người ta đem ra bán chỉ khoảng tầm 25-30 cân quay đầu các bạn. Đây có bán hai con lợn trắng này. Cả cái chợ phiên này có mỗi hai con lợn trắng thôi. Con lợn béo thôi. Béo mập. Con này béo quá. Hôm nay là không có cái con lợn bản ngon nào, không có siêu phẩm nào các bạn. Lợn giống mà. Người bán nhiều hơn người mua phiên này các bạn. Bây giờ rơi vào tầm khoảng 8 giờ sáng. Bên trong kia có những con lợn đỏ đỏ các bạn này. Bên kia khách người ta đang xem những con lợn trong bào, con kia to, con kia chắc khoảng gần 30 cân nha các bạn. À, cả cái phiên chợ này hôm nay mới thấy con lợn lợn bản này. Bây giờ mới có con lợn bản người ta để trong bao, bây giờ người ta cho ra các bạn. Con này có lợn ngon đấy các bạn nhá. Đấy, cái móng nó dài dài này, người nó ngắn ngắn này. Con lợn bản này nó không to mấy đâu. Đấy, nó chỉ tầm nuôi lớn vậy, nó chỉ tầm khoảng 7-8 cân quay đầu thôi. Mà phải vài năm các bạn nhá. Con này lông dài các bạn. Con này ngon đấy. Siêu phẩm đấy những con này. Đây, thịt ăn thì chấm hết rồi, ngon. Đấy, cái lợn bản cái chân bé bé mà bụng nó sệ xuống các bạn nhá. Nó ngắn ngắn người, cái lông dài này. Con này già lợn đấy nhá các bạn nhá. Nhìn muốn luôn. Con này chắc khoảng 30 cân. Không hết á. 40 cân nhỉ? Thế mà cái này nặng 6 cân. Thế nhỉ? 35-36 cân. Bán khoảng bao nhiêu tiền? Hơi to thế à? Lấy bế thế à? Thế giả bao nhiêu vừa thì bán? To thì to nhưng mà có giá hợp lý đấy chứ.
có khả năng vừa đi bán tí ăn xưa không được mà lấy cúng nhưng mà rửa rẻ tiền mình chẳng mua không rẻ được. À, xong có đi mua thịt thì cần để lại tủ lạnh ăn rồi. Nếu thịt ngon thì nhờ thịt ngon này. Quan trọng là giá cả. Thịt ngon thì để tủ ăn dần được. Đúng 30 bát thì không to đâu. 30 bát thì tính ra cho 40 bát thì ăn thịt ngon à. Đúng rồi. Mấy năm 16 cây nữa là đầy. Được với nhiều xấu chẳng thế. Chẳng hạn như con này nếu mà 30 cây rồi. Như con này 2 triệu mà cái con mười mấy cân có 2 triệu thì ai con này làm gì ai chia to. Không có được chê cả. Con này thì ngon rồi lợn. Siêu phẩm ở chợ phiên của buổi sáng ngày hôm nay ấy. Có mấy con này là lợn bản. Còn có lợn lai, lợn đen lai thì nó to, nó không không như này đâu. Lợn bản người nó cứ ngắn người mà bụng nó sẽ chạy xuống. Nó già lợn. Cái loại này bây giờ người ta bán theo cân thì cứ một cân 100.000 các bạn ạ. Đấy, lợn bản lợn ngon này. Lợn thả rong ăn dân dã các bạn, do người Mông người ta nuôi ở trong bản sâu xa đem ra chợ phiên này bán ấy. Đấy, bán cân cũng được mà bán vo mua vo cũng được các bạn nhé, do hai bên thỏa thuận, người bán và người mua thích mua vo thì người ta bán vo, thích mua cân người ta bán cân các bạn nhé. Nếu bán cân thì một cân cứ một lít một cân. Đấy, lợn ngon này, còn mua vo thì người ta cân sẵn ở nhà, đến chợ người ta cứ đọc giá như vậy các bạn. Ta cân nhà 30 cân rồi ra chợ người ta cứ bảo 3 triệu. Còn được lợn ngon ở cái chợ phiên này. Còn người ta, còn những con ta nhốt trong bao kia thì mình không nhìn thấy. Xem chọn đi cái chua, có cái mùa, ăn to được mùa. Xem chọn. Đây có một con to nhưng mà con này chắc là không, con này thì chắc không phải lợn bản các bạn ạ. Mình vừa quay sơ qua cái chợ lợn cho các bạn cùng xem. Chợ lợn hôm nay không có nhiều lợn thịt đâu. Có mỗi con lợn bản này. Con lợn bản là con khoảng 35 cân các bạn. Con này ngon đấy. Bây giờ mình di chuyển đến khu vực người ta bán các cái mặt hàng nông sản cái đồ rừng. Mình chia sẻ các bạn. Đây, khu vực này thì người ta bán những cái mặt hàng giống cây ăn quả các bạn này. Vận chuyển từ khu vực vùng thấp đem lên trên chợ phiên này bán. Đây bên này người ta mua lợn về sao? Chắc là mua về nuôi đây này. Bên này cũng vậy này. Các bác đi chợ sớm chọn những con lợn đẹp. Bên này thì mua 2 con này. Chắc nhà xa người ta đến chợ phiên sớm người ta mua chọn những con lợn giống đẹp mua đem về nuôi các bạn ạ. Khu vực bên này thì người ta bán cái mặt hàng hoa quả. Cái mặt hàng dưa mèo thì ở trên chợ phiên này bán rất là nhiều các bạn ạ. Bây giờ nó đang vào mùa dưa các bạn nhé. Đây thì người ta bán các cái mặt hàng hạt giống các bạn ạ. Hạt đỗ, ớt nghiền, ớt khô nghiền các bạn. Để bán mận tâm hoa này. Bây giờ mận tâm hoa đang vào mùa chính cho các bạn này. Để bán rất nhiều. Đây bán các mặt hàng hoa quả. Cái quả vải này thì trên này không trồng được đâu các bạn. Người ta vận chuyển ở khu vực khác lên trên chợ phiên này bán. Khu này thì người ta bán các mặt hàng rau sạch, rau bà con ở trong bản người ta trồng đem ra chợ phiên để bán. Đây có những món rau thơm ngon lắm các bạn ạ. Thơm lắm, cái rau thơm này. Ở trên vùng cao xứ lạnh người ta mới trồng một cái rau thơm này các bạn. Mẹ cho vào ớt ăn nó cay thêm. Đây những nhánh gừng ta các bạn này. Gừng ta này ăn nó cay thơm, nó không như gừng cao sản. Gừng cao sản nó chỉ to đẹp thôi, ăn nó không ngon bằng cái gừng ta các bạn ạ. Bên này người ta thì bán các cái mặt hàng rau củ quả, cây nhà lá vườn các bạn. Bên này thì các bạn bán cái nải chuối và những cái ớt cay, ớt siêu cay các bạn. Nải chuối này chỉ có trên trong bản người ta trồng thôi. Quả to lắm các bạn. Ớt xanh,
khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các kiểu các loại chìa khóa. Trên này mình thấy người ta bán cái ớt ớt xanh nhiều lắm, ớt to. Bán ớt xong bán cả giống cây ớt này, giống cây cà này, giống cây cà chua nhỏ các bạn ạ. Đây là dưới này là cây giống các bạn ạ. Mấy hôm nay trên này đang mưa các bạn ạ. Mưa thì người ta đem cây giống đến chợ phiên này bán, thì người đi mua đem về trồng. Mưa thì nó mới sống các bạn ạ. Đây bán rất nhiều cái mặt hàng ớt. Ở chợ phiên này có một ít cái sâm đương quy các bạn ạ. Bên trong kia thì người ta bán ngô luôn. Bán lạc bán theo bát các bạn, lạc đỏ bán theo bát các bạn ạ. Cái lạc đỏ ăn nó bùi hơn các bạn ạ, nó thơm hơn. Cái lạc cao sản cái thì hạt nó chỉ to thôi, ăn nó không ngon bằng cái lạc đỏ. Lạc ta. Để chủ yếu bán các mặt hàng nông sản thôi. Ở đây không có cái gì đặc sản lắm, không có gì đồ rừng mấy các bạn. Trên này thì không thấy người ta bán mật ong. Hình như mấy hôm nay trên này mưa, người ta không đi tìm được ong đem ra chợ này bán. Mặt hàng ớt khô này. Bên kia thì người ta nghiền xong rồi. Bán cơm cỡ, con cơm có ớt này, ăn thử. Ví dụ cái gì ớt đi. Ớt khô, ớt xiên các bạn. Phở hồng, phở hồng các bạn ạ. Phở hồng ngô luộc. Cũng như này người ta bán hoa quả. Khu này thì người ta bán nhiều quả vải lắm các bạn ạ. Quả vải thì người ta vận chuyển ở khu vực vùng khác lên chợ phiên này bán này. Không phải là cái quả trong cái thôn bản người ta trồng được đâu. Ở bên trong không gian chợ chính trong này người ta bán các cái mặt hàng như quần áo, giày dép các kiểu các bạn ạ. Trong này và tận trong khu trong này nữa xem người ta bán những cái mặt hàng gì trong này. Bên trong này nữa. Tiếp bên trong kia người ta bán khu vực người ta bán thịt lợn các bạn. Bán thịt lợn. Khu này người bán quần áo đây. Không có gì đặc sắc. Trung chợ nào cũng có bán cái quần áo, giày dép, túi sách. Bây giờ mình lướt qua một chút ở khu không gian ẩm thực ở cái chợ phiên này. Đây bên trong này người ta có cái gian hàng thắng cố sao. Vừa đến gần nó mình thấy mùi thơm rồi. Món này tổng hợp ấy. Cái này mà làm tô mùi nhấm rượu tí là ok ấy nhờ. Đây người ta đang nấu cái chảo thắng cố các bạn này. Món ăn tổng hợp. Nó là đặc sản ở trên cái chợ phiên này đấy các bạn nhé. Còn bên này, khu vực bên này thì người ta đang thì ra buổi sáng ra chợ phiên ngồi nhà giao lưu uống với nhau cốc bia các bạn ạ.
bên này thì có cái món món ăn khá là đặc biệt ở trên này, đó là món vitamin go go các bạn ạ. Bên trong này thì là mèn mén làm ngô trắng các bạn nhé. Đây là mèn mén ngô trắng sao nhỉ? Mèn mén làm bằng ngô trắng ấy. Bán thêm một bát bao nhiêu tiền này? 5.000 à? Rẻ, 5.000 bát. 2 bát 10.000, 2 bát ăn no hơn 1 bát phở. Bên này có cái chảo ốc đậu đây, chợ phiên vùng cao. Hầu như chợ nào cũng có cái món ốc đậu này các bạn này. Đấy. Mình cũng quay nhiều video cho các bạn xem về món ốc đậu, cũng không giới thiệu cho các bạn biết là đây người ta đi ra chợ phiên người ta ăn cái món mèn mén là cứ phải làm một bát ốc đậu theo để nó dễ ăn các bạn ạ. Ăn mèn mén thì nó khô, chan cái canh ốc đậu vào nó dễ ăn hơn. Để các bác ra chợ phiên làm bát mèn mén, một bát canh ốc đậu thế là xong bữa sáng, trưa về khả năng không phải ăn nữa, nó no cả trưa luôn, để chỉ ăn tối thôi các bạn ạ. Cái khu vực trên này người ta có cái món phở hồng các bạn nhé, phở hồng phở chua. Làm sao người ta gọi phở chua thì phở chua người ta có làm cái lọ dưa các bạn ạ. Ăn người ta cho cái dưa vào đấy thì nó thành phở chua các bạn nhé. À, bán hàng đây là người Nùng các bạn, người đẹp này là người Nùng, chủ quán luôn rồi. Đây mọi người đang ăn sáng xong là mới bắt đầu đi ra chợ phiên mua sắm này. Khách du lịch lên trên chợ phiên này thì muộn tầm 9-10 giờ khách du lịch mới lên đến trên chợ phiên này các bạn ạ. Bây giờ chủ yếu là dân ở các cái thôn bản khu vực xung quanh xã này người ta đi chợ phiên mua sắm rồi. Còn khách đi chơi thì chưa lên đến trên chợ phiên này, mình chưa trông thấy ai trong kia, khói nghi ngút các bạn. Trên ăn chủ yếu toàn ăn cái thịt lợn đen, lợn bản các bạn ạ. Lợn đen, lợn bản người ta nuôi dân dã các bạn nhé, ăn thịt rất là ngon. Đây người ta hay ăn cái món phở chua các bạn. Ok bạn nhé, mình lướt qua cái khu không gian ẩm thực một chút cho các bạn xem. Trên này cái món ăn đặc sản chủ yếu là thắng cố ngựa và thịt lợn bản, thịt lợn đen các bạn ạ. Không phong phú đặc sắc như chợ Bắc Hà đâu các bạn ạ. Cái khu vực này thì người ta bán cá các bạn này. Cá chép này chuyển từ khu vực vùng thấp lên trên này bán này. Đây những con này người ta đang lấy cái sục sụng, còn con kia là đi trên dọc đường thiếu oxy chết này. Chết thì bán giá rẻ hơn, còn con sống thì bán giá cao hơn các bạn ạ. Cái gương này bán bao nhiêu tiền? 20.000 à? Khu vực này thì gian hàng của người Mông, người ta bán các mặt hàng mỹ phẩm và đồ trang điểm các bạn ạ. Giờ cái mặt hàng này ở trên này người bán khá là chạy các bạn nhá. Các chị em bây giờ cũng nói chung là biết cách làm đẹp rồi. Nên ra cái mặt hàng này bán rất là chạy các bạn ạ. Đây người ta như kiểu là cái bùa yêu các bạn ạ. Cái này là cái thuốc nhé, không phải là... Người đẹp cười rất là tươi. Chào nhá, bán được nhiều hàng chưa người đẹp? Bán được nhiều hàng như sáng nay nhé. Bán được hơn... Được mấy triệu rồi? Hơn 1 triệu thôi. Hơn 1 triệu rồi. Đấy, bán cái mặt hàng này kiếm ăn lắm.
người đẹp bán hàng kiểu người ta rất thích đến mua. Để xem người đẹp bán các mặt hàng gì với mặt hàng gì, xem sơ qua một chút. Có sữa rửa mặt này, son phấn này, đồ trang điểm này các bạn này. Rất rất nhiều luôn. Nhiều cái mặt hàng không thể biết tên được. Bán cái mặt hàng đắt tiền nhất, không có tiền triệu không? Cái này là mình lấy được 1 triệu rồi, về rồi. Lấy 1 triệu về rồi, mình bán thì bán hơn 1 triệu đúng không? Cái này là mình bán 1.3 triệu. Nhưng mà cái đấy nó là cái chức năng nó như nào? Cái công dụng của cái đấy nó là cái gì, chứa cái gì? Là... trong ý là thuốc này nó để làm cái gì đây? Cái này mình... làm đẹp à? Đau giảng dày, đau đơm, đau cái gì, đau chân, đau tay, mỏi chân, mỏi tay. Đau dạ dày, đau xương khớp đúng không? Mỏi chân, mỏi tay đúng không? Một hộp này mình mua hơn 1 triệu. Cái chữ này như kiểu chữ người Thái Lan sao? Thái Lan nhưng mà đúng không? Việt Nam mình là cái này. À. Việt Nam thì cái này đắt hơn. À. Cái này 680.000. Nó cũng là cái chữa bệnh xương khớp à? Ừ. Cái này là thuốc Việt Nam nhưng mà 680.000. Nhưng mà nó chữa cái gì? Cái này yếu sinh lý. Cái hình lý. Cái hình nó quay thì là nếu mà con trai uống vào là nó phi như con ngựa đúng không? Cái này là nó chạy như ngựa đúng không? Ừ. Cái này là uống trắng da là mình uống cho da nó trắng à? Ừ. Toàn hàng nữa. Uống trắng da. Cái này là cũng phải là 680.000. Toàn mặt hàng đắt tiền đấy nhỉ, cái này. 680.000. Bán hàng này cho khách hàng người Mông thì nói kiểu tư vấn nói bằng tiếng Mông rất là giỏi. Ở đây người ta có cái món này như kiểu là cho cháu xem tí nhé bà nhá. Cái này nó gần như kiểu là cái này nấu ra ăn như kiểu là phở nhà bà nhờ. Đúng rồi, cái này như mình làm bún ăn đấy. Mình lấy nước sôi mình luộc trần làm canh đấy. Cái món này ở bên trước mình đi sang Trung Quốc là người ta hay ăn lắm cái món này, cho nước vào đun sôi lên xong nó thành như kiểu phở các bạn. Bà làm bánh rán này. Đây người ta bán cái này thay cái gùi các bạn ạ. Dây được làm bằng cây móc nhé các bạn nhé. Dây làm vỏ cái móc là chắc lắm. Cái này thay cái gùi. Thay cái điệu người Mông trên mục cao. Cái cán khúc này bán bao nhiêu tiền cái ông ơi? Năm 50.000 cái này. Cái này về có thể làm người cha cán quốc cán dao phát các bạn ạ. Ở vùng thấp không có cái cây này thì phải lên chợ trên cao mua một cái này về dùng, nó bền lắm cây này. Cái này gỗ chắc trên đồi đá các bạn ạ. Trên này cũng có nhiều đấy, trước có nhiều lắm. Ông có bán cái đài bài hát, cái bài hát như Mông. Bên kia thì bán con ngàn con vịt giống các bạn ạ. Đây là cái hàng mật ong rừng này các bạn, bây giờ người ta mới bắt đầu vắt trong chắt ra chai. Đấy. Đây là chợ phiên người ta mới vắt này. Ui, đây mật ong, đây là ong khoái. Đấy, cái hàng mật ong rừng này bán khá nhiều phiên này các bạn ạ. Thì người ta bắt đầu lọc ra đây. Bên trái mật ong rừng nó vàng khe vàng ươm này các bạn.
Đấy. Người ta bắt cái về xong là hôm trước hôm sau chợ người ta đem ra chợ phiên này bán luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Mà trong rừng này nó vàng như này mà nó ươm này. Bạn xem nó chắc xuống này đặc xịt luôn. Đặc như kiểu là cái nhớt xe máy các bạn ạ. Dầu nhớt xe máy. Mọi người ai có nhu cầu mua hàng mật ong rừng hoặc sáp mật ong rừng thì alo cho mình nhá. Mình lên trên chợ phiên này có cái mặt hàng này mình sẽ mua hộ mọi người. Thế hôm nay mình cũng đi lên trên chợ phiên mình cũng mua hộ các bác ở dưới Hà Nội khá nhiều cái mặt hàng sáp ong rừng các bạn ạ. Đây bên này có cái mặt hàng tâm gửi gạo tươi các bạn này. Đó. Đây. Ai mà có nhu cầu lấy cái mặt hàng tâm gửi gạo tươi này, thì vui lòng liên hệ trên link alo cho mình nhá. Mình lên trên chợ phiên này có mặt hàng này mình sẽ mua hộ mọi người. Tâm gửi tươi và tâm gửi khô cũng có các bạn nhá, người ta băm nhà người ta phơi khô cũng có. Tâm gửi này thì người ta bán theo cân. Các bác anh chị em nào có nhu cầu mua cái mặt hàng tâm gửi này thì alo cho mình sẽ báo giá sau nhá. Bây giờ ở đây các bác này mình đi quay mình không mua người ta báo giá là người ta không muốn chia sẻ thật, khi nào mình mua thật thì người ta mới báo giá thật được các bạn. Đây là những cái nu kháo này các bạn này. Nu kháo này là nu kháo còn tươi các bạn nhá. Đó. Còn bên này những cái nu kháo bên này là trong lòng đất nó thối hết cái rác còn cái lõi không các bạn này, rất là đẹp đấy. Cái này mình chỉ nặng lắm. Cái này mình chỉ quay cho mọi người xem là ai có nhu cầu lấy thì để mình lên trên này kết bạn Zalo, mình gọi Zalo cho mình quay trực tiếp cho mọi người lấy và mình sẽ mua hộ. Ai mua mình sẽ mua hộ. Và đây cái hàng mật ong rừng này các bạn. Mật ong rừng sáp. Sáp ong này, sáp ong để ngâm rượu có hết này các bạn. Chai này vàng ươm. Ươm luôn. Chỉ có mật ong rừng trên Lào Cai này mới chuẩn như này, đẹp. Vàng vang. Đấy. Đây là cái củ gì anh nhỉ? Không biết à. Cái củ này mình thấy nó cái dây nó kiểu dây củ mai ấy nhỉ? 30 cơ. À đúng rồi, củ 30, củ 30. Đây là củ 30, trước mình bảo củ 40 cũng là nhầm. Củ 30 các bạn ạ. Đây củ 30 người ta đây đào ở trên rừng trên đồi ấy. Em sợ bán. Củ 30. Đây cái hàng bột nghệ tươi, à bột nghệ tinh. Không phải bột nghệ tinh, bột nghệ thô các bạn ạ. Bột nghệ thô này. Đoàn mình đâu rồi? Chuột đẹp thế. Nuôi à? Con chuột này nuôi à? Mà mình kéo đẹp nhỉ? Này nó ăn cái gì? Mang cái theo này nó ăn cái gì? Ăn hạt. Ăn hạt á? Cháu nhà tận đâu về? Hà Nội à? Khách Hà Nội lên trên chơi. Thế mà chuột đi chơi. Mấy chị em, cả đoàn, cả gia đình chơi. Đây này cái ong ruồi các bạn này, tổ ong ruồi nhá. Tổ ong ruồi và sáp ong ruồi có cái nhộng ấy. Ai mà mua cái tổ ong ruồi thì alo cho mình nhá. Mình lên chợ phiên này có mình sẽ mua hộ mọi người. Bên này thì các cái khu vực người ta bán lan rừng các bạn này. Lan rừng và những cây cảnh rừng các bạn này. Bên này có cây táo đỏ này. Cây táo đỏ nó chín về quả nó đỏ chót các bạn ạ. Đấy, mình quay cây kỹ cho các bác xem, nếu mà phiên này bác này mà không bán được, phiên sau mà có người mua thì bác nào mà mua cây táo đỏ này mình lên trên chợ phiên này mình sẽ mua gửi cho các bác cây táo đỏ. Cây này thì ươm người ta chặt rồi. Đấy, mua những cây này về thì là nó chưa có quả ngay, còn mua những cây bên này về thì quả này thấy sẵn rồi, những quả đẹp luôn. Đấy. Các bác anh chị em nào có nhu cầu mua cái táo gai đỏ này thì vui lòng liên hệ trên kênh Zalo cho mình nhá. Phiên này khả năng bác này mà không bán được thì phiên sau bác ấy vẫn đem ra chợ phiên này bán rồi. Thì mình ai mà mua thì mình sẽ lên trên chợ phiên này mình mua hộ.
Cây này thì mình có thể ship đi xa được nhé, cái cây này ship xa không sợ chết được, vì gốc người ta bó bầu hết rồi, ship thì nó hơi nặng cân một tí nhưng mà vẫn ship được, bất kể ship nhiều một tí thôi. Ở bên này có một cây này, đây này các bạn, này có cái bà kích lúc ban đầu nó còn tươi thì nó tím các bạn nhá, cái màu tím này thì củ to lắm đấy. Đây là cái hàng củ to các bạn, cái phiên này tìm mãi mới có đúng còn một rổ này, không nhanh thì khách mua hết này, xong nó vẫn còn tím tím này các bạn này. Đó đây là lúc ban đầu nó tươi còn tím nhá, bây giờ ví dụ như mua gửi cho khách ở khu vực xa, khi đến tay người tiêu dùng ấy gửi đi thì nó héo vì màu nó như này mà. Đó, phiên mình vẽ cho mọi người xem này. Đây là cái mặt hàng củ to nhá. Các bác anh em nào mà có nhu cầu mua cái mặt hàng củ ba kích tím, ba kích trắng thì cứ vui lòng liên hệ trên kênh nhá, mình lên chợ phiên có mình sẽ mua hộ mọi người. Mặt hàng tươi cho gió thì sáng nay người ta mua hết rồi, không kịp đến quay cho mọi người xem. Đây này, người ta bán các mặt hàng dao mèo các bạn này. Ở trên chợ phiên vùng cao biển người ta bán cái mặt hàng dao mèo này nhiều lắm các bạn. Đây con dao phát này các bạn. Nhưng con dao này là con dao làm bằng cái thép trắng ấy, nó chống rỉ các bạn ạ. Con này mừng càng dùng càng sắc ấy. Mặt hàng dao mèo này ok lắm các bạn. Bên này bán ít cái sâm cho các bạn. Bán mất. Này bán một chút dưa mèo. Trên này thì bán con giống. Nhưng mà bán cái gì? Mặt hàng rượu ngô. Rượu ngô bà. Rượu bốc cừ à? Chữ bốc cừ đúng không? Đấy, biết nói một tí chữ bốc cừ. Rượu ngô các bạn. Rượu ngô này biết uống nó ngon lắm ấy nhờ. Ở xa này ngửi thấy mùi thơm, ô không dám thử đâu. À, đi trên đường đi ra sông bắt ấy, mình đi đường đi mình không bao giờ mình uống rượu đâu, đi xe tối ở nhà thì uống thôi. Không, cháu không thử đâu, hôm nào còn ngon nhưng mà cháu cảm ơn bà rồi nhưng mà cháu không dám thử. À, cháu đi xe không bao giờ có một tí rượu nào luôn đấy, ra sông bắt phạt đấy. Cái chai can này là can 5 lít. Cái mặt hàng rượu ngô trên này nó nếu mà các bác nào anh em nào biết uống rượu thì là cái rượu này cũng là rất là ok, nó nặng một chút mà cũng nó say nó êm các bạn, nó không đau đầu, nó không như cái mặt hàng rượu gạo người ta pha cồn nhiều uống nó đau đầu, say một trận xong sau sợ không dám uống rượu luôn. Cái mặt hàng rượu ngô này uống nó bảo đảm lắm, không sợ đau đầu đâu, say nhanh tỉnh các bạn ạ. Đây là bên này còn có ít này, sáng nay người ta bán khá nhiều các bạn ạ, cái mặt hàng rượu ngô này khách người ta lấy đông lắm, bởi vì ở trong các cái bản làng sâu xa các bạn nhé, người ta ra chợ phiên nó xa ấy, người ta lười ấy. Ra chợ phiên nếu các bác anh em mà nó biết uống rượu ấy, ra chợ này người ta cứ mua 5-10 lít một về để uống dần, khoảng chục lít 20 lít về để uống dần, mỗi một tuần mới ra chợ được một lần, người ta cứ mua nhiều về dự trữ thôi. Thẳng nhà uống xong có khách người ta còn có cái để dùng. Vô cái rót ra nó sốc và sùi bọt lên các bạn ạ. Các bác anh em nào có nhu cầu thích uống cái mặt hàng rượu ngô, muốn thưởng thức cái đặc sản trên vùng cao này thì vui lòng liên hệ trên kênh alo cho mình. Mình lên chợ phiên này có mình sẽ mua hộ mọi người. Đó. Nhưng mà cái mặt hàng rượu ngô này, rượu này nhá, mua thì ship thì hơi mất nhiều tiền chứ, bởi vì ship người ta tính theo cân, mua nhiều lít thì nó sẽ thành nhiều cân thì sẽ thành nhiều tiền ship. Bên này bán con giống, con ngan, con vịt giống các bạn ạ, con gà giống. Ngan vịt giống này là người ta chuyển từ các cái lò ấp ở dưới vùng thấp đem lên trên chợ phiên này bán, được bà con ở trên này cũng rất là ưa chuộng. Người ta mua cái loại giống này về nuôi, nó
được cái là cái con giống nó to, khi nuôi lớn và về nó to, nó nặng cân các bạn ạ. Bên này là chiếc cày các bạn ạ. Cái cày. À rồi, ok các bạn nhá. Vừa rồi mình đã đưa các bạn cùng mình tham quan trải nghiệm chơi cái chợ phiên vùng cao. Đó là chợ Lùng Phình, Bắc Hà, Lào Cai các bạn ạ. Chợ phiên này thì người dân có bán các cái mặt hàng nông lâm sản và lợn bản, thì mình quay sơ qua cho các bạn cùng xem rồi. Đến đây mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Các bạn xem video trên kênh của mình thấy hay, thấy có ý nghĩa thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video mới nhất trên kênh của mình nhá. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.